kênh của chúng tôi đã quá nhiều trên Facebook, tôi không muốn nói gì về cô ấy hết, cái đó là chuyện riêng của chúng tôi. Tại vì ngay cả thời điểm anh đang ở trong sở di trú thì có rất là nhiều thông tin của những nghệ sĩ hải ngoại nói về lý do anh bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, thì anh có đọc những cái thông tin đấy và anh giải thích như thế nào? Thực sự ra tôi về Việt Nam tôi rất là hoang mang. Khi tôi lên báo tôi đọc nó gần một dãy bài viết về Trấn Thành, cái chuyện Trấn Thành, tôi mới ngồi tôi thắc mắc là tôi nói vì sao mà người ta biết thế nhỉ. Cái chuyện đó tôi đi vào đó 11 giờ trưa cái ngày tôi bay đến 30 tháng 6 của Mỹ, tới cái 11 giờ trưa của ngày 1 tháng 7 tôi mới được lên máy bay để tôi về. Và từ cái đoạn đó cho đến về tới Việt Nam tôi cũng không được xài điện thoại. Có nghĩa là hơn 24 tiếng, gần 2 ngày là 48 tiếng đồng hồ tôi bị cách ly. Tôi mới suy nghĩ, tôi nói cái chuyện này có mình biết, những sĩ quan của Mỹ biết, thế những thông tin ở ngoài đâu ra? Tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại có tin để người ta đăng tôi như vậy. Rồi có những nhân vật ngoài luồng tự xưng là bạn thân, rồi bình phẩm về visa của tôi, tất cả mọi thứ tôi không hiểu, tôi thật sự là không có liên quan gì đến họ hết. Thôi mày cho dòng họ nhà mày bui, dòng họ nhà mày ghẻ không phải cần tắm, sao mày hỏi hoài, tao là giáo viên sinh vật hả mày? Mà họ lại phát biểu quá nhiều, và tôi nghĩ rằng là cái phát biểu như vậy là một cái phát biểu không nên, vì sẽ làm cho khán giả họ hoang mang, tại vì họ không biết chuyện gì xảy ra, họ chỉ biết là Trấn Thành không đến được, thì những show diễn còn lại khán giả hoang mang họ trả vé, thì cái người thiệt hại sẽ là bầu show. Hơn ai hết họ là những người đã từng đi biểu diễn, đã từng tổ chức show diễn, họ phải hiểu được rằng một thông tin rò rỉ như vậy đến cái tai của công chúng sẽ gây rối loạn. Chúng tôi là người trong cuộc, những người thân của tôi còn chưa biết, phải tìm cách giải quyết để cứu tôi như thế nào mà họ biết. Tôi phải công nhận tôi bái phục. Thường thì Trấn Thành là một người rất là dễ xúc động trên cả truyền hình, và khi gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, khi mình gặp những cái trường hợp mà thiếu may mắn như thế, thì khi mà ngồi trong cái sở đi chung đấy, thì những giọt nước mắt có sẽ có rơi trên ở Trấn Thành hay không? Thưa quý vị, là 24 tiếng ngồi Trấn Thành không có khóc được, tại vì nó giống như là cái khoảnh khắc giữa sinh và tử ấy. Mình không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu á, phải bình tĩnh. Không sao đâu, không sao đâu, bình tĩnh sống. Dạ. Dạ, bình tĩnh sống câu này đấy. Tại vì bây giờ cái thứ nhất mình không có sai, mình không có làm cái tội tình gì với cái nước của người ta hết, và ngay cả những sĩ quan người ta cũng ủng hộ mình, người ta làm việc trên giấy tờ rõ ràng, người ta cũng không có làm khó khăn gì mình hết. Nhưng chỉ vấn đề là vì cái thủ tục rõ ràng là hết hạn thì người ta không cho mình vào thôi. Đó là cái chuyện người ta phải làm, mình cũng thông cảm cái chuyện đó, mình phải hiểu. Nó chỉ là như vậy thôi, thì cũng không có lý do gì để mình phải hoảng loạn tinh thần hết. Cái trường hợp visa của anh cũng là hy hữu, thì anh có muốn nhắn gửi một điều gì đấy đến lãnh sự quán Mỹ? Tôi thì tôi cũng không có ý kiến gì, tôi chỉ nói như thế này. Tôi cũng hy vọng là để tôi lần này tôi về tôi phải tìm hiểu kỹ về luật pháp. Thì tôi chỉ hy vọng thôi là những cái lần như thế này, nếu như một cái người mà ví dụ như là một nghệ sĩ của Việt Nam mà sang Mỹ biểu diễn, nếu lỡ gặp những trường hợp này, thì tôi không biết là có một cái cách nào để chúng ta gọi về lãnh sự quán Việt Nam để nhờ họ can thiệp, để họ bảo lãnh, họ giúp đỡ cho mình trong cái thời gian hoạn nạn đó hay không. Thì tôi sẽ cố gắng tôi đi tìm hiểu kỹ về cái chuyện này, và tôi hy vọng là cũng sẽ có một cái gì đó đặc biệt để cho họ có thể can thiệp kịp thời, họ cứu mình, để cho mình đỡ tủi thân là mình phải bị giam giữ lại như vậy. Thì chỉ là hy vọng thôi, thì thành sẽ cũng phải đi tìm hiểu. Chỉ là vậy. Khoảng 6 tháng vừa qua thì anh luôn gặp những cái sự thiếu may mắn, bị phạt rồi là bị không được nhập cảnh ở Mỹ, rồi là những cái chuyện nào cá nhân, thì anh rút được kinh nghiệm gì cho những cái chặng đường này sắp tới? Thưa quý vị, cái dòng mà tam tai là gì, tai họa gì nó tới, giống như là nó tới, nó không tới một lần, bà con họ hàng nó rủ nhau tới, hết scandal tình cảm tới bị phạt, giờ vô tù luôn, đủ thứ chuyện. Không biết cuộc đời nó trải qua quá nhiều cái thăng trầm, khổ quá rồi. Thì bây giờ thế này thôi, tại vì đã lỡ là người nổi tiếng thì thôi phải chịu, đôi khi nó là cái nghiệp quý vị ạ, mình phải chịu. Nếu được thì thương thì cảm ơn, rồi không không hiểu thì cũng không biết cách nào để nói cho họ hiểu, tại vì họ muốn hiểu thì họ đã hiểu, còn không muốn hiểu nói cách nào họ cũng không có để thông tin đó vào tay mình. Thì hy vọng quý vị thương cho những người nghệ sĩ như chúng tôi nhiều hơn, tại vì chúng tôi cũng là những con người bình thường thôi à, cũng chỉ đi diễn kiếm tiền hàng ngày thôi. Thì một cái bài học mà Trấn Thành rút ra được là phải sống tốt, ráng sống cho tốt, tại vì cái cuối cùng để giữ lại trong lòng của quý vị khán giả được hay không, đó là cái đạo đức và cái sản phẩm nghệ thuật chất lượng của cái người nghệ sĩ đó. Nếu còn sản phẩm nghệ thuật chất lượng, khán giả sẽ không có quay lưng lại với mình. Còn nếu mình làm cái gì đó mình chỉ dựa vào scandal thì thời gian nó sẽ trôi qua và mình sẽ bị quên lãng.
Và Trấn Thành không phải là một người chỉ lấy scandal ra để câu view cho mình. Tại vì Thành không có nhu cầu đó. Cái nhu cầu lớn nhất của Trấn Thành trong cuộc đời này là được diễn, được nói, được truyền cảm xúc cho khán giả của mình. Và nghĩ là sau tất cả những chuyện này phải bình tĩnh, phải cứng rắn, bình tĩnh sống, sống tốt nhất có thể để làm nhiều sản phẩm tốt hơn cho quý vị khán giả tin là mình là nghệ sĩ chân chính, làm việc một cách nghiêm túc, thì khán giả sẽ hiểu mình. Và im lặng là bớt nói nhiều quá. Thì rõ ràng đây là một cái việc xui mà không phải ai cũng xui được như em đây. Em có cảm giác được là cái xui này nó kỳ cục lắm, em không biết tại sao em bị vậy luôn. Và rất là khổ. Nên Thành hy vọng là quý vị khán giả, đặc biệt là khán giả ở Hoa Kỳ, nếu mà xem được cái clip này, quý vị thương Trấn Thành và hiểu cho cả Trấn Thành và cả bầu show là không ai muốn trường hợp này xảy ra. Và hy vọng quý vị thương để quý vị tiếp tục đến xem show diễn với những nghệ sĩ còn lại. Lời nói cuối cùng thì Trấn Thành xin được cảm ơn Zing đã tạo điều kiện cho Trấn Thành có cái cơ hội để được chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, quý vị hiểu rõ hơn. Hy vọng quý vị khán giả tại Hoa Kỳ thương cho Trấn Thành cái lần này và đến rạp xem những cái show tới, để những cái bầu show rất là tội nghiệp như là ở Florida sắp tới, rồi ở em cũng quên luôn rồi, em bấn loạn đó. Ở Florida và ở San Jose nữa. Dạ. Thì hãy đến rạp ủng hộ để thương cho anh em nghệ sĩ và thương cho cái người bầu show đó. 11 tháng 11 tài hành sẽ quay lại. Và rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của Trấn Thành. Xin chào quý vị.